Theo CNN, Liên minh châu Âu EU đang thành lập một nhóm công tác để xem xét liệu có sử dụng được tài sản bị đóng băng của Nga để tái thiết Ukraine. Theo đó, chính phủ Thụy Điển vừa tuyên bố nhóm này sẽ phân tích các khía cạnh về pháp lý, tài chính, kinh tế chính trị để đánh giá khả năng này. Thủ tướng Thụy Điển, Ulf Kristofferson nói về nguyên tắc rõ ràng Nga phải trả tiền cho việc tái thiết Ukraine, đồng thời cho biết điều này đang đặt ra nhiều câu hỏi khó vì phải thực hiện theo luật pháp của EU và quốc tế, và hiện tại chưa có khung pháp lý nào cho vấn đề này. Tuy nhiên, Moscow Times đưa tin, ngày 15 tháng 2, chính phủ Thụy Sĩ cho biết việc tịch thu tài sản tư nhân của Nga ở nước này để giúp tái thiết Ukraine là trái với luật pháp Thụy Sĩ. Với đề xuất của quốc tế về việc sử dụng tài sản bị tịch thu để giúp tái thiết Ukraine, chính phủ Thụy Sĩ cho biết họ đã yêu cầu một bộ phận bên tư pháp làm rõ tính hợp pháp của động thái này. Nhóm này kết luận rằng, theo pháp luật Thụy Sĩ, việc tịch thu tài sản có nguồn gốc hợp pháp mà không được bồi thường là không được phép. Chính phủ Thụy Sĩ cho biết thêm, việc tịch thu tài sản tư nhân bị phong tỏa là không phù hợp với hiến pháp liên bang và trật tự pháp lý hiện hành, đồng thời vi phạm các cam kết quốc tế của Thụy Sĩ. Đồng thời, Thụy Sĩ tuyên bố nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, không phụ thuộc vào kết luận có sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga hay không. Theo AFP, các lệnh trừng phạt đã đóng băng 350 tỷ đô la Mỹ tài sản nhà nước, dự trữ ngoại hối và tài sản của giới tài Việt Nga ở nước ngoài. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, chúng ta đã phong tỏa 300 tỷ euro của Ngân hàng Trung ương Nga và chúng ta đã đóng băng 19 tỷ euro của các nhà tài Việt Nga. Thiệt hại mà Ukraine phải gánh chịu ước tính khoảng 600 tỷ euro. Nga và các nhà tài việt của họ phải bồi thường thiệt hại cho Ukraine và trang trải kinh phí tái thiết Ukraine, bà nói. Trong năm 2022, do bị tấn công, nền kinh tế của Ukraine đã bị sụt giảm hơn 30%. Nhiều cơ sở hạ tầng bị sụp đổ, gây tổn hại cho các doanh nghiệp và làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của người dân. Theo đánh giá từ Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và chính phủ Ukraine hồi tháng 9 năm ngoái, chi phí tái thiết và phục hồi Ukraine vào khoảng 349 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, con số này đến nay đã cao hơn nhiều. Liên minh châu Âu cũng đang nghiên cứu gói trừng phạt thứ 10, dự kiến đưa thêm nhiều ngân hàng Nga vào danh sách đen. Ngoài ra khối sẽ nhắm đến mục tiêu hàng hóa trị giá 11 tỷ euro, sử dụng các lệnh cấm thương mại và kiểm soát xuất khẩu công nghệ trong khi đó moscow nhiều lần kêu gọi các nước phương tây trả lại tài sản đang bị đóng băng của nga do lệnh trừng phạt liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại ukraine nga cũng cảnh báo việc tịch thu tài sản đóng băng có thể tạo ra một tiền lệ nguy hiểm trong luật pháp quốc tế